Rồi, Sẹt đang di chuyển đi cắt lúa nè anh em. Tới bến chưa? Gần tới bến rồi đó anh em ơi. Kinh này là kinh Lò Gạch, chỗ về 8 ngày Hà Tiên Kiên Lương mình nè. Cũng chuẩn bị tới bến rồi đó. Rồi, cũng chuẩn bị tới bến rồi nè. Chắc đang từ từ quẹo vô nè. Tới lúa rồi. Chắc đang bò lên nè anh em. Máy cắt, máy kéo chuẩn bị đang lên nè. Bữa này 4 tề chồng, bữa này nó kéo ở đây luôn. Nó đang đi lên rồi. Máy cắt cũng đang đi lên nè. Rồi, tới đồng rồi đó anh em ạ. Bây giờ anh em ra đồng trải nghiệm thư giãn. Bào có để sẵn luôn. Máy chát đèn cũng đang ghé lên nữa nè nó nè. Ở đây hai máy cắt, hai máy kéo luôn. Đang bò lên nè. Đang máy nữa đã lên rồi nè. Chẹt cũng đang bò lên luôn nè anh. Rồi máy nó xuống đồng nó cắt luôn đó anh em ơi. Có anh đó bắt chuột nữa kìa. À, bắt được con chuột luôn rồi. Hai máy đang đi lên luôn đó nè. Cái này cũng đi gom lúa luôn. Mình đang có mặt ở Lương An Trà, Chi Tô, An Giang mình đó nè. Bữa nay ba máy đang hoạt động nè. Máy bị đụng hàm hay gì? Máy này bên này cắt nước sập, còn máy kia cắt cái đứng. Hai máy cắt hai lô. Nước sập cắt quá cực luôn. Bố quá trúng. Thank you.
cứ sập sẹp luôn, sập lép luôn. Cái này đang giục luôn. Lúa sập mà trúng quá trúng luôn đó anh em. Em đang giục lúa luôn. Lúa quá trúng luôn anh em ơi. Dày dày luôn. Lúa sập độn hàm mắc dê lại. Mai này cũng đang gom lúa. Bên này thì đang thu hoạch, bên đó lúa còn xanh đó nè, mới xả lại nè. Mình đang ở Lương An Trà Chi Tôn An Giang mình nè anh em. Đó, bên luôn. Anh em xem màn ảnh nhỏ nhớ lì xì cho mình một like, mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Lúa này quá trúng luôn đó anh em. Lúa sập nhưng mà trứng. Nó ngã lúa chín rồi nó mới ngã. Bốn lớp à. Xe này quá khủng. Lúa này là bao 50 mấy 60 kg không đó anh em. Bao này nó giãn. À. Cao quá, cao bên lên. Mệt rồi. Bên lên mà rồi. Lên dốc luôn rồi nè. Bên này đang xuống lúa nè. Bên này giục lúa luôn nè anh em. Lúa trắng đồng xe anh em ơi. Anh này giục bên này đấm đuối luôn. Lúa sập sẹp lép luôn, cắt mò. Rồi xe lúa đang lên dốc, mới vừa chuẩn bị xuống lúa nè. Thank you.
Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em ơi. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Hẹn video kế tiếp luôn.